Dỗ Ti Puka và Jin Tuấn Kiệt tổ chức đám cưới vào cuối năm nay, mối tình chị em cách 5 tuổi viên mãn. Là một trong những cặp đôi chị em đình đám của Vbiz được công chúng ủng hộ, tuy nhiên Puka và Jin Tuấn Kiệt vẫn rất e ngại khi nói về chuyện tình cảm. Mới đây, xuất hiện một số thông tin về việc cặp đôi đang chuẩn bị cho đám cưới tổ chức vào cuối năm 2023. Hiện tại Puka và Jin Tuấn Kiệt chưa chính thức lên tiếng về đồn đoán này, nhưng những dữ liệu người hâm mộ soi ra được thì hoàn toàn có cơ sở. Puka và Jin Tuấn Kiệt dù không công khai, nhưng ai cũng chắc chắn hai nghệ sĩ là một cặp. Nhiều bạn bè đồng nghiệp cũng luôn mặc định cả hai là của nhau khi xuất hiện chung trong các chương trình. Ngoài ra, trên trang cá nhân, Puka nhiều lần để lộ hình là hoa đã có chủ. Được biết Puka sinh năm 1989, trong khi đó Jin Tuấn Kiệt sinh năm 1994, cặp đôi hơn kém nhau 5 tuổi. Tuy nhiên tuổi tác không phải là vấn đề khi cả hai được nhận xét là đẹp đôi. Nếu thực sự có một đám cưới diễn ra vào cuối năm nay, đây sẽ là sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ góp mặt khi cả Puka và Jin Tuấn Kiệt đều có những mối quan hệ rộng rãi trong showbiz.